Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Dù định cư nhiều năm ở nước ngoài nhưng danh ca Hương Lan vẫn nhận được tình yêu của khán giả quê nhà. Mọi tin tức về cuộc sống của bà nơi xứ người đều được công chúng quan tâm, theo dõi sát sao với chất giọng ngọt ngào đi vào lòng người. Danh ca Hương Lan được khán giả trong nước và hải ngoại yêu mến. Sau hơn 40 năm ca hát, tên tuổi của bà vẫn trụ vững trong trái tim người hâm mộ. Hiện tại, ở tuổi ngoài 60, nữ danh ca ít tham gia biểu diễn. Thay vào đó, bà tận hưởng những ngày tháng thanh. Bình cùng chồng con tại Mỹ, trên trang cá nhân, danh ca Hương Lan thường xuyên chia sẻ về cuộc sống viên mãn của mình ở tuổi xế chiều khiến fan ngưỡng mộ. Bà chia sẻ về niềm hạnh phúc mỗi ngày. Sáng 6 giờ 30 phút cả nhà tôi thức dậy, các cháu đi học, con trai đi làm, Hương Lan pha cà phê, ông xã đi vòng nhà thăm vườn nhỏ, chợt nghe tiếng anh ấy vang lên. Mẹ ơi, hôm nay quả bầu dài to rồi, dưa nhật thơm và mềm rồi, lo mà ăn đi, nè bầu tròn tưởng hết mùa nay có hai trái sắp to đấy, không ăn để đi, xa về nó già ăn rồi không được. Tôi cười và nói, dạ, hôm nay nhà có tiệc, mẹ sẽ hái và cả nhà cùng ăn không còn đi hát nhiều. Mỗi ngày Hương Lan và chồng cùng nhau chăm sóc mảnh vườn nhỏ. Đây cũng là niềm vui của bà mỗi ngày. Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của nữ nghệ sĩ nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Nhiều người nhanh chóng gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến gia đình ca sĩ Hương Lan. Ca sĩ Hương Lan được xem là một trong những nữ danh ca nổi tiếng nhất của nhạc vàng trước và sau năm 1975. Hiện nay ở tuổi 67, cô đã có đến hơn 60 năm tuổi nghề, lên sân khấu từ lúc 5 tuổi, từ sân khấu cải lương đến sân khấu ca nhạc, sở hữu giọng hát ngọt ngào và truyền cảm. Hương Lan không chỉ trình bày thành công các ca khúc nhạc vàng mà còn rất được yêu thích với dòng nhạc quê hương âm hưởng dân ca Nam Bộ. Ngoài ra cô cũng là một trong những ca sĩ Việt Nam thu âm nhiều nhất, với hàng ngàn ca khúc được phát hành trong hơn 50 năm ca hát. Hương Lan là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công vang dội khi chuyển hướng từ nghệ sĩ hát cổ nhạc trở thành ca sĩ hát tân nhạc nổi tiếng. Ngoài ra, Hương Lan có lẽ cũng là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có thể đạt được đỉnh cao của sự nghiệp sau khi được gọi là thần đồng từ lúc nhỏ. Rất nhiều người, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nhỏ được vinh danh là thần đồng, nhưng sau đó đã không thoát được khỏi cái bóng quá lớn của hào quang trong quá khứ. Khi Hương Lan còn rất nhỏ, nghệ sĩ Hữu Phước đã... Tuy nhiên, sự nghiệp trình diễn cải lương của thần đồng nhí chỉ kéo dài được vài năm rồi giảm dần. Phần vì Hương Lan còn phải đi học, không thể đi lưu diễn xa dài ngày. Phần vì khi lên trung học, Hương Lan đã quá lớn để đóng các vai em bé, con của các vai diễn chính, gọi là đào con. Đồng thời cũng chưa đủ lớn để có thể đảm nhiệm các vai đào tránh. Năm 1965, một biến cố lớn xảy đến với gia đình Hương Lan. Cha mẹ cô quyết định ly hôn. Là con gái lớn nhưng Hương Lan cũng mới chỉ hơn. Tuy nhiên, sự nghiệp trình diễn cải lương của thần đồng nhí chỉ kéo dài được vài năm rồi giảm dần. Phần vì Hương Lan còn phải đi học, không thể đi lưu diễn xa dài ngày. Phần vì khi lên trung học, Hương Lan đã quá lớn để đóng các vai em bé, con của các vai diễn chính, gọi là đào con. Đồng thời cũng chưa đủ lớn để có thể đảm nhiệm các vai đào tránh. Năm 1965, một biến cố lớn xảy đến với gia đình Hương Lan. Cha mẹ cô quyết định ly hôn, là con gái lớn nhưng Hương Lan cũng mới chỉ hơn 9 tuổi, bốn người em của cô đều còn rất nhỏ. Kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn khi một mình cha cô vừa phải đi diễn vừa phải chăm lo cho gia đình. Vì vậy, việc Hương Lan đi diễn không chỉ là một cuộc dạo chơi trong nghệ thuật mà còn là vì sinh kế gia đình, đỡ đần gánh nặng cho cha.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.